Lý Sĩ Khiêm thích bố thí. Lý Sĩ Khiêm mồ côi cha mẹ, sau 3 năm thọ tang thủ hiếu, ông sửa sang ngôi nhà thành một ngôi chùa. Từ đó, ông sống trong giáo lý giải thoát của Phật Đà, thấm nhuần Phật Pháp. Ông xem việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói là nhiệm vụ quan trọng nhất. Có hôm phát hiện người trộm lúa trong ruộng của mình, ông không hô hoán mà lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Ông cho rằng người ta nghèo đói, bức bách mới thành người xấu, hãy khoan dung tha thứ cho anh ta. Rồi người trộm lúa biết được lòng nhân từ của ông mà phát tâm hối cải. Nhiều năm mất mùa đói kém, Sĩ Khiêm mở kho lúa cứu giúp dân chúng. Ông còn đốt sạch giấy nợ, xóa hết nợ nần cho họ. Ông tin rằng tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích chứa điều thiện ắt sẽ có niềm vui, nhà tích chứa điều bất thiện ắt sẽ gặp tai ương. Năm 66 tuổi, ông thuận theo lẽ vô thường, an nhiên xả bỏ xác thân. Sống được mọi người kính mến, chết được mọi người thương xót là tấm gương cuộc đời của Lý Tiên Sinh.